sơ đồ các bạn thấy vòng xuyến ngã ba chỗ điểm tuyến quốc lộ 19 mới đó các bạn, rồi sẽ đi qua cầu Nhân Bình, rồi sẽ đi qua cầu Sông Vinh, rồi qua ngã ba Ông Thọ sẽ lên ngã năm, rồi qua cái cầu trên đập Phú Hòa đấy các bạn, cầu Hà Thanh, cầu Hà Thanh và chạy nối vô đường quốc lộ 19 quốc lộ 1D ngay chỗ bồn dầu đó các bạn. Vâng, hôm nay Thọ sẽ chia sẻ với mọi người về con đường DT639 đoạn đi qua Quy Nhơn thì nó sẽ đi đường nào. Ở trong hình các bạn, đây là DT639 tới khu vực là ngã ba của đường 19 mới với đường Điện Biên Phủ bên kia. Đấy. Trong này đang làm cầu các bạn. Hiện tại thì con đường này đang đổ từ các tuyến vào tới khu vực cầu chỗ Đại Phú Gia này. Cũng tương đối là gần như là hình thành rồi. Đấy, còn hôm nay thì mình muốn chia sẻ về cái vấn đề là khi mà con DT639 từ các tuyến vô tới khu vực này thì nó sẽ đi theo hướng nào. Đó. Ngày xưa các bạn, theo mình nghĩ thì tới khu vực này sẽ đi theo đường Điện Biên Phủ đây. Nhưng mà không phải các bạn. Xem lại bản đồ quy hoạch thì DT639 sẽ mượn con đường 19 mới này khoảng một cây số các bạn đi lên đây. Bây giờ mình sẽ đi lên đây nha các bạn. Phía sau lưng đó là ngã ba Điện Biên Phủ với 19 mới các bạn. Hiện tại thì sau này sẽ lên ngã tư. Ngã tư Điện Biên Phủ 19 mới với DT639. Thì sau này DT639 sẽ nhập chung cái con đường này khoảng tầm vài trăm mét các bạn, khoảng tầm chưa tới một cây số đâu. Vài trăm mét sẽ đi chung con đường 19 mới này. DT639 sẽ đi ngang qua cầu Hà Thanh 6 này các bạn, cầu Hà Thanh 6 nha. Hiện tại thì các khu vực giải tỏa để làm DT639 khu vực Quy Nhơn đã tương đối tương đối xong rồi các bạn. Các cái nhà hộ có đất có ruộng nằm ở khu vực Nhân Phú và Nhân Bình thì đã bắt đầu nhận tiền rồi. Ở hướng đây có thể thấy là hai chung cư, hai lốc của chung cư Eco Home Nhân Bình.
sau này DT619 sẽ giao nhau với đoạn này, từ trong đường Tây Sơn chạy ra sẽ làm một cái ngã ba nối vô cái đoạn 19 mới này, ngay vô khúc cua này các bạn, ngay khúc cong bên đây mà có ao nuôi vịt này. Đấy, ngay khúc cua này đó, chính xác là ngay chỗ cái bụi tre này các bạn, ngay bụi tre này này. Đấy, ngay đây các bạn, chừng ngay chỗ đây này, ngay khúc cua đây là họ sẽ làm một cái ngã ba nhé. Đây, theo mình phong đoán thì tầm ngay chỗ đây các bạn. Đấy, DT619 sẽ chạy từ trong đường Tây Sơn qua ngã ba Ông Thọ và nối ra cái đoạn này của quốc lộ 19, mượn cái đường quốc lộ 19 mới này sẽ chạy xuống ngã ba Điện Biên Phủ với 19 mới dưới kia, sẽ nối vô tức là khoảng một cây số các bạn, mượn đường 19 mới này làm DT619 luôn, khoảng một cây số đấy, chứ không phải là DT619 từ các tuyến chạy qua khu Diêm Văn rồi chạy vô Điện Biên Phủ. Không phải vậy các bạn, hồi xưa thì mình cứ tưởng là sẽ lấy đường Điện Biên Phủ sẽ làm DT639 luôn, nhưng mà họ làm DT639 lên trên này và chạy thẳng vô dưới cái khu chung cư Eco Home Nhân Bình, rồi đi ngang qua ngã ba Ông Thọ, sau này sẽ lên ngã năm Ông Thọ các bạn, rồi chạy qua bên cánh đồng lúa Nhân Phú, đi qua phía trên Hồ Phú Hòa và sẽ nối vô Tây Sơn ngay cái bồn dầu bây giờ các bạn, bồn xen dầu Tây Sơn bây giờ đó. Qua phía này thì sẽ rõ hơn các bạn. DT639 sẽ nằm chính giữa của cầu Hà Thanh 6 các bạn. Đây là hướng xuống là cầu Hà Thanh 6, còn hướng trên đây là cầu Hà Thanh 7. Đấy, nếu mình đoán không nhầm thì cái đoạn này bắt đầu họ đã đổ đất này các bạn. Đấy, từ đây, từ ngay khúc cua này các bạn, sẽ mượn cái đường chung này các bạn, đường chung là 19B mới, 19 mới này, sẽ đi thẳng xuống chỗ ngã ba Điện Biên Phủ với 19 mới dưới kia. Đấy, bắt đầu ngay chỗ đoạn đây sẽ đổ thẳng vào ở trong kia các bạn, vào trong ngã ba Ông Thọ. Theo một đường thẳng các bạn, sẽ từ đây sẽ đi thẳng phía dưới, tức là phía dưới của chung cư Eco Home Nhân Bình. Theo mình đoán thì phía dưới khoảng tầm 200-300m thôi. Đó, sẽ đi thẳng vô ngã ba Ông Thọ. Hướng này các bạn nhìn thẳng qua bên đó là ngã ba Ông Thọ, rồi từ ngã ba Ông Thọ đi qua cánh đồng lúa của khu đô thị Nam Hùng Vương đó các bạn, rồi đi qua sông Hà Thanh. Đấy, sẽ có một cái cầu đi qua ngang sông Hà Thanh và nó trên cái đập Phú Hòa bây giờ khoảng tầm 100m thôi, 100 hay là 80m thôi các bạn. Rồi từ ngay chỗ đập Phú Hòa đó sẽ chạy thẳng qua cánh đồng ở bên Nhân Phú bên kia, tức là phía trên của hồ Phú Hòa đó các bạn, rồi đi vô đường Tây Sơn. Và cái điểm nối là ngay chỗ cái bồn xăng dầu trên đường Tây Sơn hiện bây giờ các bạn, tức là phía dưới đường Trần Nhân Tông một chút. Đấy, vâng, nếu như vậy thì khi mà đổ từ ở trong Tây Sơn ra bên này thì sẽ đến cái đoạn này, thì mọi người sẽ nhầm tưởng là sẽ đổ qua bên kia và đi gần với khu đô thị Diêm Văn, nhưng không phải các bạn. Nó sẽ mượn cái con đường chung này các bạn, xuống chỗ ngã ba của đường 19 với đường Điện Biên Phủ á, đi chung con đường 19 này. Đường DT639 là con đường phải nói là chiến lược ở phát triển kinh tế biển của Bình Định. Con đường hiện tại đã làm xong cái giai đoạn từ Mỹ Thành vô tới Cát Tiến. Hiện tại thì từ Cát Tiến mà vô tới khu đô thị Diêm Văn với giáp với đường 19 mới này đã đổ được xong cái nền rồi. Hiện tại thì các cái cầu đang hình thành các bạn. Cái đoạn này thì sẽ bay flycam và kết hợp với trên bản đồ Google Maps thì mọi người sẽ mới là nhìn ra. Chứ còn mà nếu mà thợ quay dưới này không thì mọi người sẽ không có nhìn, sẽ không hình dung được. Thì khoảng tầm cuối năm 2024 thì con đường này sẽ tương đối hoàn thành
mọi người chờ nhé, khoảng tầm 2 năm nữa thôi, tầm gần 2 năm nữa thôi thì có một con đường từ Tây Sơn ra tới Mỹ Thành bây giờ luôn. Hồi nãy mới đứng trên đường 19 kia các bạn. Đấy, chỗ đây là phía dưới mình mới quay này. Đúng rồi các bạn, mới hỏi người dân ở ngay mấy cái nhà này nè, họ nói là đây là đang đổ vô trong cái chợ Vinh đó. Đó, đúng là đường này là DT639. Đó, mình thấy chỗ kia có cắm mấy cái móc này, đúng rồi. Móc bên này lên tới trên kia luôn. DT639 thì nó có 4 làn xe các bạn. Nó đâu đó phải 60-70 mét, rất rộng nha. Đấy, đổ tới đây rồi. Đó, bắt đầu đổ vô các bạn, đổ vô trong kia là đi ngang qua hai cái lốc của chung cư Eco Home. Thực ra Eco Home nó có 5 lốc, hiện tại bây giờ họ làm tiếp 3 lốc nữa các bạn. Đấy, đứng đây có thể thấy cái SOS đi thẳng qua ngã ba ông Thọ các bạn. Ở bên đây là ngã ba ông Thọ các bạn. Ở bên tay trái là đường Hùng Vương, còn bên tay phải là đường Đậu Tấn các bạn. Chạy xuống cầu đôi cũng là đường Hùng Vương. Thì ngã ba ông Thọ này sẽ là điểm giao thông quan trọng của DT639 khi mà DT639 đi ngang qua thành phố Quy Nhơn. Tức là sau này DT639 đi ngang qua ngã ba ông Thọ này, ngã ba ông Thọ sẽ mở lên thành ngã 5 các bạn, sẽ mở qua mấy cái nhà này để đi vào trong Tây Sơn. Còn cái hướng bên tay phải sẽ là đi ra cái khu đường 19 mới vừa rồi mà tạo quay đó, đó các bạn. Sau này sẽ thành ngã 5 nha các bạn. Đó các bạn, phía trước là đường Trần Nhân Tông, bắt qua đường sắt. Đây là đường sắt đi thẳng xuống Quy Nhơn các bạn. Hello mọi người, nắng quá. Đang đi trên đường sắt này các bạn. Đây, phía trước đây là phía ngoài cái đường sắt này là cái chỗ khúc cua đây, trước mặt mọi người đây. Ở ngoài này là ngã ba ông Thọ các bạn. Đấy, ngã ba ông Thọ nha. Ở sau này mấy cái nhà này sẽ được giải tỏa. DT639 nó sẽ nghe chạy qua ngã ba ông Thọ này. Đấy, chạy qua ngã ba ông Thọ này. Đấy. Nó chạy qua cái đường sắt này luôn. Không biết cái đường sắt này giữ đến bao giờ. Các bạn, đây mấy cái nhà phía trước đây là ngã ba, thì giải tỏa hết cái khu vực này. Có hoa tigon này các bạn, nó mọc trải dài đường sắt luôn. Đường sắt Tết vừa rồi họ sửa sang lại, họ chạy đâu được có mấy chuyến Tết, bây giờ bỏ luôn cỏ đồ mọc này bạn. Đấy, chín luôn. Từ chỗ Trần Nhân Tông mà đi xuống ngã ba này thì khoảng tầm hơn 100 mét các bạn, khoảng 101-102 mét. Đấy, sau khi cái đường DT-69 đi qua ngã ba ông Thọ, nó sẽ lên thành ngã 5, sẽ đi thẳng vô trong này các bạn. Đấy, theo tay của mình đi thẳng vô đó, chỗ cái bụi đó các bạn, rồi đi qua con sông Hà Thanh. Chỗ sông Hà Thanh sẽ làm một cái cầu đó thì không biết là tên gì, nhưng mà theo trên bản đồ thì đỡ là cầu Hà Thanh. Cầu Hà Thanh mấy thì không để các bạn, đỡ cầu Hà Thanh thôi. Tức là sau này từ quốc lộ 19 sẽ đi qua khu vực này sẽ có hai cái cầu các bạn. Cầu Nhân Bình ngay chỗ đường sắt lộ 19 luôn. Phía trên cái tràng hiện tại các bạn, tràng Điện Phủ á, là chạy qua bên này sẽ gặp một cái cầu nữa. Đó là cầu trên sông Hà Thanh, gọi là cầu Hà Thanh luôn bạn. Từ cầu Hà Thanh đó là chị thẳng vô đường Tây Sơn các bạn. Ở đây có thể thấy đường Tây Sơn rồi đó bạn. Đấy, chị thẳng vô trong đó, trong bùn dầu đó. Còn cái đường Trần Nhân Tông làm kia bạn, đó có một đường Trần Tông bê tông á,
thì giai đoạn vừa rồi thì họ đã trải nhựa lên đường lớn rồi, tới khúc kia sau này sẽ nhập vào đường DT639 luôn. Còn cái đường nhỏ này á, đi qua chỗ đường ray này á, sẽ là một cái đường nội bộ, đường phải gọi đường cục các bạn, đường cục đấy. Chỗ này quay cho mọi người xem biết là cái DT639 nó đi như thế nào. Đấy bạn, đây là đập dân Phú Hòa nè các bạn. Họ đang đứng ở ngay chỗ đập dân Phú Hòa, sông Hà Thanh. Đấy, sau này bạn, DT639 nó sẽ có cái cầu chạy qua bên chỗ trước bụi tre này bạn. Cách cái đập này khoảng 100m đi, cho khoảng 100m, chưa tới 100m. Đó, chạy qua bên kia là nhà của dự án này bạn. Bên kia nó cắm cái móc này, đó, từ đây, hồi nãy mình ở ngã ba ông Thọ vô bên kia các bạn, đó, đường nó chạy thẳng vô, đụng mấy cái nhà chỗ đây này bạn, nhà ruộng chỗ đây, đi thẳng vô chỗ đây, rồi chạy qua bên đường Tây Sơn kia, bây giờ mình qua bên kia mình quay cho bạn xem nhé. Các bạn, đập dân Phú Hòa, qua bên sông này mình quay này, đây, ngay chỗ đây các bạn, ngay chỗ đây là sẽ là một cái cầu, đó, ngay chỗ bụi tre bên kia là một cái cầu, đó, chạy qua bên này là phía trên của hồ Phú Hòa. Người ta cũng đổ được một khúc ra đây rồi các bạn, đó, từ đây đổ thẳng vô khoảng một cây số, hơn một cây số nữa là tới đường Tây Sơn, đó, ngay bồn dầu các bạn, bồn dầu kia này, tức là không đi đường thẳng nha các bạn, nó hơi tới chỗ kia nó hơi cong cong lên, nó chạy song song với hồ Phú Hòa, nếu mà đi đường thẳng nó sẽ đụng cái chỗ cái góc hồ Phú Hòa các bạn, đi vô đồng kia nó đường cong lên một xíu, đó, còn bên này là cái nhà quản lý dự án người ta đã dựng lên rồi các bạn. Sách rồi xe thép rồi người ta tập kết vô đây đường quốc lộ 19 các bạn. Các bạn, đây là cái bản sơ đồ nè các bạn, đó, mọi người thấy không, mấy không có zoom được các bạn, đó, chỗ vàng vàng đây là cái cầu Nhân Bình này, nó nằm sát với cái đoạn ngầu nè lúc khúc đầu video thợ quay này, đó, ngay chỗ ngã ba phòng xây ngã ba đó là chỗ gần chỗ nhà thờ Làng Sông á. Đó là quốc lộ 19 mới các bạn, đi thẳng qua chỗ kia, rồi qua chỗ kia có một cầu nữa các bạn, cầu Sông Vinh đó, nó sẽ cầu Sông Vinh rồi tới ngã ba ông Thọ, nó sẽ lên là ngã năm ông Thọ các bạn, nút giao thông ngã ba ông Thọ sẽ lên ngã năm ông Thọ đó, rồi chạy thẳng qua bên đường sách rồi qua tới chỗ đây, cái chỗ Thọ đứng đây, ngay chỗ cái đập đây các bạn, đập dân Phú Hòa này đó, có một cái cầu vàng vàng đó là cầu Hà Thanh đó, rồi bắt đầu chạy vô trong đây. Đó, chạy thẳng từ đây chạy vô giáp đường Tây Sơn các bạn. Đấy, bản sơ đồ ạ.